Kể chuyện này cho cả nhà nghe. Hôm bữa giờ Việt Nam á như gặp cái chuyện này nè. Cũng hơi. Tại đó đúng không? Đúng không? Món tòi chồng yêu thích không? Ăn mắm. Đúng rồi, kiểu ăn mắm. À đúng rồi, hôm nay ăn mắm. Kiểu ăn mắm. Kyo là hôm nay với cả nhà. Thì đây nha mấy chế ơi. Quá hết mình hết mẩy, nó còn bự hơn cái khuôn mặt đen á. Nói chung là cái này khoảng 5-6 kg á cả nhà ơi. Thì để ông Tài Rư để coi ông Nhật này ổng nhận xét làm sao, coi có đúng ý anh ông Nhật này chưa nha. Chồng ơi, hai. Đi vô đây. Đây. Chồng xem thử đúng ý chồng chưa, chồng ngửi coi đúng ý chồng chưa. Ngửi thử coi. Ngửi thử coi có đúng ý chồng chưa. No. Đúng rồi. Đúng rồi. Mới điện. Mới điện. Trời mặt đâu kìa. Nhưng mà chị bà. Ừ. Thôi bên này tôi khá lần này. À, phải ăn kìa, ông nói phải cho ông ăn thì mới biết được là cái vị nó như thế nào. Rồi ok, let's go. Let's go. Let's go. Hey, let's go. 1,5 kg thịt ba chỉ xay nhuyễn bỏ vô. Làm món mắm chưng thì đặc biệt phải có mắm cá. Hôm nay Nhân dùng đó là loại cá thu ngâm dầu. Cái loại này nghe nói chưng lên với thịt rất rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ Nhân bỏ ra ngoài cho cả nhà xem. Cả nhà có nhìn thấy gì không? Cả nhà thấy không? Đóng dầu lại hết luôn nè. Đóng khuôn dầu luôn rồi. Bây giờ mình vớt cá nó ra nha. Đây cả nhà. Vì là Nhân dùng Nhân chưng nhiều quá nên Nhân dùng hết hũ luôn. Bên này nó đang bị đông lại luôn nè cả nhà thấy không? Đấy. Đấy, nguyên một cái cá, tảng cá nó đây nè. Đấy, ngon chưa? Nhân sẽ dùng máy xay nha cả nhà. Tiếp theo Nhân sẽ cho cá thu lúc nãy Nhân xay nhuyễn vào. Cái này là hơn nửa ký nha cả nhà. Đấy. 1,5 kg thịt cộng hơn nửa ký cá thu mộc nhĩ Nhân cho vào luôn. Đầu hành cắt nhỏ Nhân cũng cho vào luôn. Đầu hành nó sẽ khiến cái món này ăn rất là ngon. Nhân cho thật nhiều đầu hành. Tỏi xay nhuyễn Nhân cũng cho ít vào luôn. Cuối cùng là trứng gà. Nhân cho sẽ cho vào đây 4 cái trứng gà. Vì là cá thu muối nó đã mặn sẵn thì Nhân sẽ dùng hạt nêm cho ít thôi chứ không cho nhiều quá thì nó sẽ mặn. Nhân cho khoảng 2 muỗng ăn cơm hạt nêm. 4 hoặc 5 muỗng ăn cơm đường. 3 muỗng ăn cơm tiêu. 1 xíu xíu bột ngọt. Đó, trộn đều nó lên. Thì nãy giờ Nhân trộn đã xong rồi và đây là cách thử của một đứa. Cái thứ quỷ gì cũng bỏ vô miệng trừ bù lông ốc tón. Và cái này Nhân khuyến cáo không dành cho những bạn bụng yếu hoặc là nhạy cảm với chữ với bà Huệ, cô Huệ, đồ này kia, thím Huệ nha cả nhà. Thì Nhân á thì sẽ quết một cục lên này vừa vừa thôi. Này, bỏ vô miệng. Nên nếu mình chắc thấy cái vị nó vừa ăn hay như thế nào rồi á thì mình xin phép nhả cái cục này ra, cái nuốt chửng lên cái là ông táo bà táo tới tới gặp nha cả nhà, mình nhả ra nha. Mới cho thêm một vô đây là ít hạt nêm nữa để cho nó vừa vị hơn. Bây giờ nó trộn lại, bây giờ là ok rồi đó cả nhà. Nhân bắt đầu cho mắm đi chưng thì Nhân sẽ cho vào khay. Đấy, xếp mắm vào khay. Nhân sẽ mang mắm đi chưng. Đây cả nhà, nhìn xuất sắc chưa? Nhân chưng trong vòng từ 40 phút đến cả tiếng đồng hồ ấy nha. Muốn chưng thì mình phải cho nước vào. Rồi. Ta-da, đây cho cả nhà xem. Nhân hấp nãy giờ là hơn 1 tiếng đồng hồ thì đây nha cả nhà. Bắt đầu nó đã chín rồi thì bắt đầu Nhân cái này là bắt đầu mình phải đi làm thêm một công đoạn nữa. Đây là trứng, đây là lòng đỏ trứng, Nhân dùng 5 quả lòng đỏ trứng. Rồi Nhân quết lòng đỏ trứng nó ra lên cái này nha. Rồi bây
giờ Nhân sẽ trang trí ớt đồ lên nha cả nhà, cho nó đẹp. Cả nhà muốn trang trí sao không Trang? Thì mình muốn làm màu mè hoa lá hẹ làm. Rồi cuối cùng là Nhân cho tiêu lên, một ít tiêu hột lên. Nhân hấp này thêm khoảng 15 phút nữa. Xin chào mọi người. Chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB. Thì để thỏa theo lòng yêu cầu của anh Tài Rư thì hôm nay Nhân đã làm một món mắm, đó chính là mắm chưng. Thì Tài Rư đúng không? Đúng không? Món chồng chồng yêu thích không? Ăn mắm. Đúng rồi. Chào ăn mắm. Đúng rồi, hôm nay ăn mắm. Chào ăn mắm. Kyo là hôm nay cả nhà. Thì hôm nay là Nhân xin mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Cũng hơi đói rồi cả nhà. Itadakimasu. Hai, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Xin mời mọi người. Đôi chị để muội. Giờ bây giờ Nhân ăn nha cả nhà. Thì đó, anh cũng nhớ nha, nhớ nha. Nhân sẽ ăn theo kiểu như thế này nè. Cả nhà nhìn thấy không? Đấy, Nhân lắp như thế này, Nhân bỏ vô. Trời ơi, tao nói nó chắc nịch luôn, cả nhà nhìn nè. Nó ngon chưa nè. Ôi ôi. Bỏ lên. Vô miếng như thế này nè. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Ô. Mời cả nhà nha. Nhà ăn chung với ổ qua. Ngon. Ngon. Thì cả nhà biết không, cái vị của nó nói chung là để ăn thêm miếng nữa nha. Ủa que ở ngoài thì nó đắng, ăn chung với lại mắm chưng á, vị mắm chưng nó nồng nàn của mùi cá, cá thu á nha. Rồi thịt với lại gia vị nêm rất là vừa ăn, đặc biệt là thơm mùi tiêu, cực kỳ thơm mùi tiêu luôn nên rất là ngon. Này á, mình biết ăn là bị nghiện, nghiện lắm luôn á nhà, này nó đang nghiện ghê lắm á. Ngon. Cái này là ớt sừng. Cái này là nó cay theo ngẫu hứng nha cả nhà, có lúc nó cay có lúc nó không. Thì bây giờ để Nhân ăn trước coi, chứ có lúc mà Nhân nghĩ nó không cay á là nó cay té. Không, cay té xỉu luôn á. Không có cay. Ngon. Ăn chung là hết sảy luôn cả nhà. Cho nó không bước tới đâu là thấm tình nợ gia vị tới đó luôn rồi. Ngon quá. Ngon quá. Tại cái nhà biết sao không? Cá này nè, cá thu này nè, mình chưng á, mình chưng bằng cá thu rất vị, rất là ngon cả nhà. Thay vì cả nhà chưng bằng cá này cá kia á, thì cả nhà nên thử chưng bằng cá thu. Mà đặc biệt là thông thường á, Nhân hay chưng bằng cá thu mà người ta kiểu người ta phơi mà qua một nắng hai nắng á. Nhưng mà hôm nay Nhân mới phát hiện ra cái cá thu á, mà họ tẩm dầu hay là gì, họ ngâm dầu á, ngon cả nhà. Ngon. Nhưng mà cắn vô trong nó cay nha, tại đâu kêu vô chứ kìa tên nó. Chút tụi nha, cay cứ coi là. Khá đây, rất là cay nha cái nhà. Cắn vô bên trong là cay nha, bao thấy bị cay. Đau rồng,
Tại đừng lần đầu ăn đậu rồng luôn nha cả nhà. Đấy, kiếm được đậu rồng cũng phải dễ dàng gì đâu nha. Đây. Được. Đúng là đậu rồng ăn chung món này phải nào là hết sảy cả nhà ơi. Đó rồi. Hết sảy cũng mà bảy luôn. Ăn chung với cơm nữa coi. Đây là cơm nha cả nhà. Nhưng thông thường á, ngày xưa Nhân hay ăn chung với cơm, nhưng mà bây giờ Nhân thích ăn chung với rau hơn. Bởi vì ăn rau á thì nó lâu mau no. Thứ nhất nó mau no, thứ hai nữa ăn được nhiều cái mắm này hơn. Chứ ăn cơm thì Nhân ăn được ít à. Cái vị mắm á thì rất là vừa ăn, mà ở trong này mình có mộc nhĩ á, cho nên ăn nó có vị sực 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 ngon. Ăn chung với cơm thì gọi là ai sai chứ không bao giờ. Không bao giờ hai cái món được kết hợp với nhau là sai luôn á. Cắn vô cái hộp tiêu cái ta nói. Bất khả. Anh Trà Rư bắt trước không cả nhà. Nhưng ăn cái gì á là anh bắt trước ăn cái đó. Không có ăn vậy, như không có lối đi riêng cho bản thân mình. Lúc nào cũng đi chung lối cho cả nhà ơi. Bắp thảo mà ăn chung với cái đâu, ăn chung với cái này, trời ơi cái vị ông xúc bà sắc luôn. Khá đấy mua cho cái tè á, nó ăn chung ớt rồi, cái này nó cay á, ớt. Nhân đi mua cái đậu rồng này á cả nhà, kiểu là Nhân thấy siêu thị này họ bán là Nhân chụp liền, là có nghĩa là mặc dù là cái món này á là hôm nay mới nấu, là tôi mua đậu rồng là cũng phải cái tuần trước ạ, thương cả tuần rồi á, nhưng mua Nhân để dành, bởi vì bên này á kiếm được cái gì á mình thấy cái gì là mình chụp liền, bởi vì Nhân sợ là ra không còn, vì hôm nay nó bán khác ngày mai vậy đó. Nhưng đậu rồng nó mua nó hơi cũ, cái màu nó không đẹp, chứ lúc mà mua là màu tươi lắm. Ngon. Cái. Dễ thương với nhà của cà rốt. Cà rốt gọi là cà rốt ta phải đứng. Anh chồng anh chồng nhưng anh không thích ăn cà rốt cả nhà. Không hiểu lý do tại sao nhưng anh không thích ăn cà rốt. Kể chuyện này cho cả nhà nghe. Hôm bữa về Việt Nam á, Nhân gặp cái chuyện này nè. Cũng hên. Thì bữa đó là Nhân đi chơi xong rồi, bắt đầu lúc mà quay về á, thì người nhà Nhân á có bốc cho Nhân xe, là xe từ xe của họ, và họ lái và mình trả tiền cho họ, mà xe đi có một người thôi á, kiểu xe hơi đi một người á, người ta chở mình. Thì trên lúc đi á thì cũng là do Nhân tập hơn, Nhân cầm theo hai cái điện thoại, một cái điện thoại là Nhân dùng hay dùng để bên Nhật, và một cái điện thoại Nhân về Việt Nam đang dùng. Thì Nhân đã quên cái điện thoại iPhone, nó iPhone 12 Pro Max, Nhân để quên trên xe. Quên trên xe xong mà đi khoảng 2-3 ngày sau thì Nhân mới đinh ninh ra là Nhân bị mất điện thoại. Lý do là bởi vì sao cả nhà? Là bởi vì là Nhân không để ý với cái điện thoại bên Nhật. Cái điện thoại Việt Nam thì ngày nào mình cũng dùng rồi, còn điện thoại Nhật thì mình sao cay hả? Khá đấy. Nên là mất điện thoại.
nên là cái điện thoại Nhật mình không có để ý tới. Cái khi để ý tới thì mất à. Nhưng lục tung hết, lục tất cả hết. Nhưng bật định vị lên cũng không có ra luôn. Tất cả mọi hướng tắt hết chưa à. Xong bắt đầu cái nhân kiếm lục, nói chung là sụt tung hết. Mà nhân đâu nhân không dám chưa cho anh Tài Đương biết. Tại Tài Đương mà biết là Tài Đương sẽ nói nhân là tâm hơ, tâm đồ này kia. Rồi nhân mới gọi cho cái anh xe mà nhân cũng không nói với người nhà luôn, cũng mình đi giải quyết luôn. Thì nhân mới gọi cho cái anh mà chở nhân hôm đó là cái anh chủ xe á. Là ảnh mới, anh chủ xe là một anh khác, rồi cái anh chở nhân là một anh khác. Anh chủ xe ảnh mới nói là điện thoại em hả, em mất sao, mất đến 2-3 ngày vậy. Em mới gọi em nói cho anh. Cái em mới nói là dạ em không có biết, tại cái điện thoại đó của Nhật nên em có xài, mà ở trong đó rất là nhiều thông tin đồ này kia các kiểu. Nên là nếu mà anh có thấy thì anh nhặt là anh lưu giùm em nha, tại vì trong đó có nhiều cái em cần thiết lắm của bên Nhật. Cái anh mới kêu chứ ok anh, để anh chạy ra xe anh kiếm luôn. Cái anh mới ra xe anh lục, anh nói không có em ơi, có anh sẽ hú em. Cái mình cũng nghi lại vậy thôi rồi. Xong rồi ngày nào nhân cũng vô định vị nhân tìm để coi có ai mở cục sạc lên, có ai sạc lên thì nó sẽ định vị là ở đang ở đâu á. Tại trong nó cũng có nhiều cái nó cần thiết sống của nhân bên Nhật nữa. Thì qua khoảng 2-3 ngày sau nữa thì anh nó mới điện thoại cho nhân. Cái anh mà chủ xe anh mới gọi điện thoại nhân, anh nói em ơi, có đứa đem điện thoại của em tới, nó kêu bây giờ chuột đưa cho nó khoảng 5 triệu. Sao em hỏi anh đưa chưa, sao nó là anh đưa rồi, vợ của anh đưa tiền cho họ rồi. Sao em hỏi, sao anh hỏi qua em, anh nói thì anh thấy em đang cần điện thoại gấp nên là anh đưa cho họ 5 triệu luôn. Cái mình mới nói trời rồi, cái điện thoại đó mình biết là mình đang cần, có thể là 5-10 triệu bao nhiêu cũng được, nhưng mà quan trọng là phải hỏi tiếng mình tiếng chứ đâu mà tự nhiên tự quyết ý quyết định đưa cho người ta 5 triệu luôn. Anh nói đưa cho nó mà nó cần gấp quá rồi, nó kêu giờ nó kẹt tiền, nó cần gấp quá gì đó, mà nó là cái thằng để đi xe của anh hôm trước hôm đó gì đó, nó từ lừa vậy đó. Xong mà nhân cũng tin, nhân chuyển khoản, nhân tính chuyển khoản 5 triệu cho ảnh rồi, tại anh nói đưa rồi. Thì vô tình nhân mới gọi cho biết trợ lý của nhân, nó cũng nói nhân, xong mà nhân mới gọi cho nó cũng nói cho nhân ra cái điểm bậy ở của anh đó. Xong rồi bắt đầu cái nhân mới gọi cho nói với người nhà của nhân, là cái người nhà gọi là người bóc xe cho nhân á. Nhân mới kể là tình tiết là như vậy, họ đòi 5 triệu như vậy thì bây giờ em chuyển khoản cho họ. Cái nói trời ơi, em dừng lại. Xong em cứ hỏi sao vậy chị, sao mà chị phân tích cho nhân như thấy quá đúng. Chị nói vậy nè, leo về mày tết, leo về mày tết, leo con nè. À, xong rồi á, anh mới nói là xong rồi á, người nhà nhân mới nói á, em nghĩ đi, nghĩ thì sao mà người ta người từ một người dân người lạ mà người ta dám đưa 5 triệu đó, mà người ta biết cái điện thoại đó điện thoại gì không, mà người ta đưa cho họ 5 triệu rồi lỡ như á, cái điện thoại đó là điện thoại Trung Quốc á, thì làm sao, hoặc là như thế nào cũng phải gọi hỏi nó người ta làm tiếng chứ, ai đâu mà tự dưng lấy 5 triệu đưa cho cái thằng nào tập ớt thần ơ nào, mà trong khi ông lái xe cũng không biết em là ai đó. Xong rồi thấy cũng đúng. Xong thấy cũng đúng nói hả? Chứ còn mà bây giờ là nói bây giờ đi ra công an luôn, nếu mà là hỏng nó chính thật ổng đưa 5 triệu thì kêu ổng ra công an. Thì kêu ra công an thì đối chứng luôn là ảnh đưa tiền đó cho ai. Chiếc camera đàng hoàng lại, đúng là ảnh đưa tiền đó cho người ta 5 triệu á, thì em hẳn đưa. Cái chị Nhân mới nói thôi bây giờ em không cần giải quyết gì, Nhân cũng đâu có rành đâu. Xong nói là thôi bây giờ để chị giải quyết. Cái chị Nhân cũng làm sùm trời đất, cũng kiểu như cũng qua nhà người ta cũng nói chuyện. Nói bây giờ nếu mà thật sự anh đưa 5 triệu á thì con em nó cũng đưa cho anh, với lại cái công mà anh giúp nó nào này kia các kiểu đó. Thì bây giờ anh ra mặt ra công an, ba mặt một lời đó, rồi xong rồi anh đưa cái đoạn camera hay là những cái bằng chứng mà anh đã đưa tiền cho người ta. Xong rồi ảnh mới nói vậy nè, cỡ mà bây giờ em không bỏ tiền ra chuột á, anh lấy điện thoại anh cho con anh chơi luôn, anh lấy điện thoại đó cho con anh chơi luôn, anh khỏi trả cho em lại. Cái xong mà chị Nhân mới nói chứ anh thử anh lấy cái điện thoại cho con anh sạc pin anh cho con chơi ngày thôi, anh đang ăn cắp lấy đồ của người ta, anh đang giam giữ đồ của người ta đó, bây giờ anh thử anh lấy đi. Xong anh mới nói chứ bây giờ chứ em tính lấy máy là em không trả tiền cho anh luôn hả, em không có trả chuột, em không tốn ngàn nào luôn hả. Nói vậy đó, anh nói là em tốn bao nhiêu cũng được, nhưng anh phải thành thật trong đó. Cái vấn đề ở đây á là cái máy này á không có ai mà tới đem tới tiền tới xong kêu anh á là một hai chuột hết, mà một là cái người đó họ nhặt được cái máy trong cái xe đó, có nghĩa là người tài xế cũ á,
người tài xế mà chở bé Nhân á, nó nhặt được cái máy đó, nó đưa lại, người ta đưa lại cho anh bằng cái là không lấy tiền gì hết, mà anh lại muốn ăn cái số tiền đó của nó, rồi anh dàn dựng ra, rồi anh để cho ba bốn ngày sau anh gọi lại cho nó đó, anh kêu phải đưa tiền, giờ anh nói không đưa tiền á thì anh đưa cho con anh chơi. Anh biết cái máy này là của người ta không? Trừ khi nào mà anh nhặt ngoài đường, anh không biết của ai. Còn đằng này trên xe anh, nó đang, anh đang là người chạy dịch vụ, mà tại sao anh lấy cái máy như vậy của con nhỏ mà anh nói cái câu đó ra như vậy, là anh làm như vậy là sai. Cái xong bắt đầu cái ảnh mới thấy anh sai vậy, xong bắt đầu kêu ra công an nữa, cái nhà kêu ra tình tiết là công an nữa, ảnh mới làm mới sợ, rồi ảnh mới kêu làm khó làm dễ rồi kia vậy á. Cái chị á, bây giờ muốn biết gì khó là dễ, anh ra công an đi cỡ, mà cái đó là đúng là của anh á. Em nói thiệt, anh nhảy đành đạch lên, anh bằng sống bằng chết, anh lấy là 5 triệu qua, chứ anh không có để qua gì đâu. Cái xong anh cũng thôi, từ đó anh thôi đó cả nhà. Trời ơi, thiệt. Nói chung là cái nghề dịch vụ á, có họ nghề dịch vụ á, chất lượng hay không, là cái sự uy tín hay không á, là cái chữ tín rất là ăn liền. Ví dụ như may cái điện thoại, lỡ như nhưng để cọc tiền cho xe hay cái ví tiền, biết là lỗi do Nhân đó, tâm hơ đó, nhưng mà đi xe cái người dịch vụ lúc nào cũng phải dính vô cái vấn đề đó đó. Lỗi là do người ta, nhưng mà mình nhặt được thì mình phải trả lại cho người ta, đó mới đúng là cái ngành nghề của người dịch vụ, là cho thuê xe hoặc là lái xe đó. Thì Nhân lúc đầu không thôi là Nhân cũng mất tiền luôn đó nha. Không ai mà người lạ mà lấy ra 5 triệu đưa cho cái người lấy cái điện thoại của Nhân, chuột cái điện thoại của Nhân, rồi cũng không biết Nhân là ai. Rồi xong cái sau này cái nói là vấn đề gì, là nó để cho con chơi đi, chứ họ không có con chuột. Nếu mà có con chuột để cho con anh chơi, rèn lắm vậy. おいしい。でも、うん。ちょっと違う、ちょっと違う。無人？無人。うん。うん。でも、ちょっとノロじゃない。ノロ。うん。うん。え、cảnh này ơi。Như xin phép kết thúc video. Video cũng khá dài rồi cả nhà. Bye bye. うん。Bye bye. Nhân cảm ơn cả nhà rất 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 là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà thương yêu Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai vợ chồng nhà nhân một like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh tinh thần cho hai vợ chồng nhà nhân nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tinh.